Chào các cô chú mấy anh chị, hôm nay mình quay cái clip xứ thanh lý nha, 10 cây 500 ngàn thôi. Mình quay từ cây nha. Rồi phí ship thì mua 1 triệu nha, mình không có bao tiền cước kìa. Đầu mình quay từ cây số 1. Đây, cây số 1 là cây quýt lúc nè, có 5 bo. Cái củ nó cỡ 30 mấy vòng tay vậy. Cỡ cái hoành 30 mấy á. Cỡ 35. Đây cái củ quýt lúc đây. Tàn đây, chém nụ rồi. Cái cây số 2. Cây số 2 là cây tím thang, 2, 4, 5 bo luôn. Đây, cái củ đây. Cái củ cũng khoảng 30, cái hoành này, hoành củ 30 nha. Cao cỡ 40. Đây cái tàn cây tím thang này. Tới cây số 3, cây số 3 là cây phúc tấn nha. Cây phúc tấn có 4 bo. Cái hoành cũ cỡ 30, có 4 bò, cây phúc tấn. Rồi cái lô thanh lý này 10 cây 500 nha. Rồi cây số 4 là 6 bò, là cây giả khúc. Cái hoành này cỡ 35. Cái hoành cây số 4 cỡ 35, có 6 bò. Rồi cây giả khúc có văn luôn. Tới cây số 5 là vàng Kitty Lady và lưỡng nghi, một bo lưỡng nghi, hai bo lưỡng nghi, bốn bo Kitty Lady. Cái hoành này cỡ 40, cái hoành cũ cỡ 40. Nó có 6 bo. Đây mà cái cũ thăng nâu luôn nha. Tới cây số 6 là cây Anchasin. Cái hoành này cỡ 30, có 5 bo của Anchasin. Đây cây số 6 Anchasin. Cây số 7 là lưỡng nghi nha. Cây số 7 là cỡ hoành cỡ 40, có 4 bò. Cây lưỡng nghi này là có 4 bò. Đây, bông đây, mặt là lưỡng nghi đây. Cây số 8 là giống tuyết sơn nha, có 5 bò. Cái hoành này cỡ 30, cái hoành cũ cỡ 30, cây số 8. Giống là tuyết sơn. Bông này. Rồi tới cây số 9. Cây số 9 cái hoành cỡ 35. 2, 4, 6, 7 bo. Cây này thì cây ngọc phê nha. Cây số 9 là cây ngọc phê nha. Rồi tới cây số 10. Cây số 10 có 4 bo. 1 bo Anchasin và 3 bo sương mù. Đây cái tảng trên giống sương mù nha. Cái hoành cũ này số 10 này cỡ 40, 4 bò, 1 bò Anchasin, 3 bò sương mù. Rồi 10 cây 10 màu khác nhau, giá 500k nha, không bao tiền ship nha, phí ship người mua 1 triệu nha. Chào các cô chú mấy anh chị nha.